Làm gì vậy chị Hương? Vô mới qua đây là mua xin cho nhà em Tán nè, Cam Thơ nè, chắc cái mắc nợ đâu sao á, qua lần nào là ngủ không được, là giờ làm ở đợi cho nó không à. Trời ơi, Mà Việt ai Nam mà ô xin gì mà đẹp dữ vậy trời? ngủ Ô Việt xin gì Nam mặc đồ mà mắc tiền dữ vậy trời? Ô rồi, mặc xin áo kỳ gì vậy? Ô xin thì mà đâu có đúng cần không, mặc. suốt ô xin mà kêu bà chủ bằng con không à. Tại vì chị Hương quậy quá cho nên nhà em dơ cho nên chị Hương phải lau đúng không? Đó, Sáng ở tối ngủ cũng được quậy đúng không? cũng được ra đó dọn bếp cho mày nè, mày thấy bếp mày thì sạch sẽ không? Đồ sáng vô vụ mà ngoại nó, tao đang đứng lên rửa chén cho bây giờ ngoại ai á, ủa không nhìn ra hả, nhớ ai không? Bà đứng rồi bà nói tôi không nhớ, cái tao tính nói là tao người làm mới đó, mà tao mắc cười tao nói Hương nè, Hương nè, cái bả lần gần tao nhìn tao nói ô cô Hương, tao tính nói là Ơi, má nhận chị cũng ra đâu chắc cái tóc á. nhận trong ra, cái tao nói Hương nè bà ngoại, cái đó là bả đến gần đây bả nhìn tao rồi đó, ồ nhớ rồi cô Hương, Trời. chứ nếu mà tao nói bả là tao là người làm mới của mày chắc tao không biết nữa. Tám đang đón bà ngoại, chở ngoại đi ăn trưa với Lưu Quang với chị Hương. Ôi má lấy cái đó ra mà con, chút nữa con đem nó vô nhà luôn quên. Má khỏe không? Khỏe. Khỏe hả? Tối Một qua giây giày mất tiêu. Cái gì? Một giây để mà giày mất tiêu. Trời đất ơi, vậy sao khỏe? Thì ho ho đó, ho ho cái mất ngủ. Vẫn còn ho hả má? Ho nhiều không? Tối á mà uống cái rau thơm á, chịu khó xay rồi lọc ra uống á thì không có bị ho. Bữa nào làm biếng cái là bị ho mất Trời đất ngủ. ơi. Làm biếng. Má đừng làm biếng má. Má xiên xiên đi Tối rồi. này không làm biếng nữa. Tối nay không làm biếng nữa. À cái rau mà húng lủi hả má? Húng lủi bên nhà con quá trời đó má. Nào hai bên nó về đó. Đúng rồi. Đang còn cho nữa. Người ơi, nhà con quá trời húng lủi luôn á. Mà cũng hay ghê con. Hay không? Uống nó rồi ngủ cả đêm không có Trời con. ơi, hay quá vậy. Trời ơi, vậy mà má Con không ráng má uống. Má nhiều ráng khi má làm uống biếng uống cái kia rồi không có uống cái nọ. Uống cái nào mà má thấy không có ho thì má uống cái đó, đừng uống cái kia nữa hả má? Chân rồi thì lọc ra uống chứ. Cái nào mà má thấy quớt với má thì má hãy uống tiếp, Thì còn cái nào mà không quớt với má thì má đừng uống nữa, má bỏ đi, chứ uống nhiều thứ nó tùm lum. Sáng giờ con đi chợ chị Hương, chị Hương chị nấu ăn, chiều nay chị nấu ăn bên nhà của bạn chị á, đi chợ quá trời luôn. Bây giờ chị đang ướp đồ ăn ở nhà tí xíu cho nên hơi trễ tí, hôm qua má đón má trước xong rồi bây giờ đi vòng lại đón anh Quang với chị Hương nè. Sáng đi chợ quá trời quá trời nhiều luôn. Ê, ở Khi chợ nào đi Costco cho má đi mấy. dạ có cần mua gì vậy? Rồi mua nhiều thứ ra À vậy chút nữa ăn xong rồi đi không? Con chở chị Hương đi luôn, cho chị Hương đi Costco luôn được ha. đi luôn ha Chắc rồi trưa nay dắt chị Hương đi ăn cơm ở cơm niêu ở Ai Tăng Gô. Lê Quang thì bới cơm theo. Quang bới cơm của ổng theo ăn lắm á. Chị Hương chị nói chị ngủ 4 giờ mấy giờ sáng chị dậy á, cái chị đói quá chị ra chị lục đồ ăn chị ăn. Mấy giờ mà chị còn xuyên đi chợ nữa. Cái chị nói thấy bà ngoại qua bà ngoại không nhận ra, bà ngoại nói ai vậy? Nó nhìn mặt là biết liền. Tại lúc đó chị Hương quay lưng rồi má. Chị Hương nói tao tính nói là con là ô sin mới của con Thơ. Kêu chị Hương ra kìa.
mẹ đi su cu trời ơi hay quá mới lắp xin đẹp quá. Nhưng tự nhiên em giặc lắc em kêu bóng cửa giặc lắc em giặc lắc vậy ừ, thôi giặc lắc một la con hoài má mà qua đây trái giờ cũng nấu ăn nữa trời ơi con qua đây làm mua xin cho nó đó con má la con hoài la gì nó nói con má la con hoài ý nó nói là con của má anh ấy sắc lắc anh đi vô nó đụng đầu em phải la anh chứ có người la còn hơn không người la chết luôn hoàng bữa nào cái không ai la cái nói ủa sao không la anh vậy em bị gì vậy sao em lại không chú ý tới anh có mình em mới la anh thôi mà bây giờ em không la anh nữa rồi làm sao giờ không la là buồn lắm Chẳng mở YouTube coi nghe mà ngói mỏ bà được cậu con nè ướp cái cá mú đỏ giờ con ướp cái cá nục chuối để kho cho thằng Lê Quang đó nó giao thịt đó chỉ trời có cá cổng đi ở nhà cho ông ăn trời rồi con đang ướp cái thịt nạc vai để làm chút xíu không con làm chút xíu kho trứng thịt kho trứng nhiều nhỉ rồi, ăn cho hết sườn á là con ram rồi xong rồi nữa nấu canh rồi mai con nấu nuôi qua đây thơ về chờ chị Hương đi chơi chứ nè Hương nấu ăn tồi chị không rồi. Chịu kìa chỉ đòi nấu biết đâu bây giờ đây có gì chơi con đi nát nước hết rồi mà ngoại nghĩ coi đây có gì chơi có nè tim mua bồ nè con chở đi biển á biển lạnh thế mẹ có gì đâu mà đi biển đây chứ không phải biển Việt Nam đâu Việt Nam nó đỡ rồi ngoại nó có mưa rồi nào qua nghe tụi nó không mưa qua nghe nó mưa lớn mưa gặp từ lưa hết trơn ông này ông ở đây chứ mà cái tim ổng hướng Việt Nam mà là ông biết bên đó mưa lớn hay như trời ơi ngày nào ông cũng coi tin tức dạ dạ chiên lên ngon quán ngon rồi hôm qua chiên hai con vịnh ăn cái hai cái đuôi cho còn mấy con ta còn mấy con còn bốn con á bữa đó em đem về Việt Nam thôi mày đi người ta đi đâu em đi qua hải quan em đưa hải quan đó đây của chị Hương đó ăn đi mày đóng dấu cho tao lẹ qua về bên đó mua qua ăn cho sao đem về cho hải quan má cho mình đi lẹ nó đang nói xấu còn á rồi đâu mà nghe mày vô người ta nói mày vô mày thấy là nhạc sĩ Lê Quang đi ra thọt mày giữ nó vô mày kiếm hàng quan tâm nó giờ nó lên chức gì quá rồi không có về có gặp nó một lần vì ta kìa bên Việt Nam kìa đang ngồi cũng bục nó ngã ngang ra chết luôn kìa sao con đệ tử mày? Y như là Đức Tiến vậy đó con đệ tử á tự nhiên nó đang ngồi cha sao đi đến đi đường này nè cái thơ tao kêu nó lên tao kêu lên nó trình giấy tờ cho tao cái trình giấy tờ cái tao đang ngồi coi giấy tờ tự nhiên cái tao thấy nó chị em chóng mạnh qua ghế ngồi cái nó ngã vậy đi luôn trời chết ngay cái phòng làm việc của con luôn á mấy tuổi nó 39 trời ơi trẻ như vậy đột quỵ á má chứ tự nhiên cái con ký xong nói nè chị coi xong mày ký rồi mày đem xuống đi ủa kêu hoài tôi thấy nó cứ nằm vậy nó ủa thằng này ngon mày đấy mà mày lên phòng xếp mày ngủ mày không trả lời hết cái lại ra thấy nó đừng trời ơi lại thấy gờ đâu lỗ mũi nó kêu nó quặn được gờ mũi hết thở luôn trời ơi rồi sao người ta nói thì lúc đó kêu y tế của cơ quan lên rồi đưa vô bệnh viện thì chết nó chết rồi chết rồi bây giờ đi vô ai tăng vô ăn mà bây giờ nó kẹt kẹt nó chặn nó trơn đường rồi thôi mình đi chỗ khác nha ừ mình đi cái chỗ Mirada nha chứ bây giờ đúng rồi nó chặn đâu, biết chừng nào mới tới đâu á mới tới nó chặn nó trơn rồi bây giờ người ta kẹt tới đây luôn rồi bây giờ mày nói ai biết mày đâu mày kêu đi đâu đi đó chứ tao đừng biết đâu đi ra biết đâu trời ơi tính đi vô ai tăng cô ăn tôm niêu mà giờ tiêu rồi nè hết đường luôn tự nhiên làm đường kỳ chứ. Ủa mà đường này tới ăn thằng cô chưa? Tới ăn thằng cô rồi mà đâu có vô rồi. Được đâu. Nó chặn hết trơn rồi. Giờ đi hẳn mút tỉ xuống đây còn mà bên đường thì kẹt cứng ngắc luôn. Cái gì vậy? Đang làm đường mà má. Nó đang làm đường á má. Sao? Biết sao? Chịu thôi chứ sao? Chịu thôi làm đường. Cái này nội dê là em chiều thôi. Chị Hương mất cười hôm qua ngồi coi phim chị Hương. Ngủ gật cái xong cái tự nhiên tới cái khúc mà béo tới cái xong cái Dương giật mình và Dương cười quá trời luôn đang ngủ á
đang thiêu ngủ là cái nghe nó béo tôi. Ồ gì béo tôi vậy? Ngồi nhớ nó thấy phim con Ngọc ơi. Ở kia nó kêu béo tôi, tới bắt đầu. Bảo tới mà nó kêu béo tới tại vì cái vùng đó vùng biển mà. Ừ, nghe ở Phú Yên. Phú Yên. Chứ cái béo là tí Phú Yên à. Với con ké cũng là Phú Yên á. Thì đó bà Hương đó. Tại con xứ của bà Hương á. Ờ chị Hương. Có cái xứ chị Hương á. Bé con ké. Bằng ké. Ăn ké không à. Còn tự nhiên mà đi lại người ta nhà người ta ăn ké gì không, tôi ăn ké. Ok, ăn cá mà kêu ăn ké. Còn tiếng Quảng Ngãi á, là nó không kêu bảo đâu, nó có bẻ tớ rồi nó mới kêu bổ tới. Tiếng của bà ba má. Còn tiếng của ông Vũ Hoàng Dũng nó nói, bà ba. Ủa em biết chỗ nào phở ngon không, cái nó gọi điện đó. Khách kêu có chỗ nào bán phớ không? Ăn gì nè? Ăn phở mà kêu phớ. Bà nội. Ấu chá ấu. Chá ổi sao? Ông này lẹ. Là Phú Yên đó. Ông này lẹ. Chá ấu mà ông kêu chá ổi. Ông này lẹ. Chị Hương Quảng Ngãi. Chị Hương nói tiếng Quảng Ngãi hay lắm nè. Chị Hương nói gì Hương? Quảng Ngãi thì nặng hơn. Quảng Ngãi cũng nặng hơn á mày. Nặng lắm á. Quảng Ngãi là nặng chị lắm. Chị Hương là Quảng Ngãi á. Còn ngoại á là mà ăn cơm á, nó kêu mà ăn cơm mà. Ăn cơm mà? Ờ, ăn cơm. Rồi ta kể mình nghe ta đi. Phan Thiết kêu ăn cơm. Ăn cơm. Bây giờ cơm mà ăn cơm với kia. Ủa thứ thì kêu kỳ á. Lộn này, lộn gì mà lộn ping. Xuống tới giờ chưa có ro nữa. Lộn gì mà lâu lét lâu lơ à. Chị có về Quảng Ngãi thăm quê không? Năm nào tôi cũng về mà. Ủa vậy hả? Năm nào cứ đầu tên để dụ ta ra Hà Nội á, xong rồi tới qua tết là đi Quảng Ngãi á. Ông chồng tao nói cái xứ gì mà sao nói anh không hiểu gì chân, tao nói anh nói người ta cũng đâu có hiểu đâu. Ông nói giọng Bắc mà có khi á mày về ông sửa nó giọng Nam vậy đó, mà ngoài kia nó coi nó không hiểu của ông, ngoài kia nói ông không hiểu gì luôn. 14 mà có đi coi anh Tâm không, anh đi rồi nhưng có ai đi nữa không, để nói nó lấy vé đi coi đâu. À, Đà Nẵng à, cái show của nó đó, đi hết nguyên đám mình chứ. Nhiều 10 người không? Để hỏi anh hai coi. Coi anh hai có đi không? Chưa vậy. Mình là Trung, em Vy, Chức Nhi, chị Khanh, Hải Đị, anh là 7 rồi. 10 đi ha, lấy 10 đi. Tới đó tính sao? Cưới thì mình cũng một bàn 10 người đó. Là show Mỹ Tâm là ngày 14 luôn rồi, mà đã ở Đà Nẵng luôn hả? Đúng rồi. Trời ơi, con nhận trùng hợp dữ trời. Trùng hợp ghê luôn. Sáng nó nhắn tin, anh nhắn nó là bà làm show ở Đà Nẵng. Tại vì nó nói đi Mỹ cuối tháng này nè. Anh nói là có đi Mỹ nữa không? Nói trời, anh Linh về. Bé mới không đi Mỹ, bé đang nghĩ tính định nhắn tin anh thì anh nhắn. Thì gặp anh ở Đà Nẵng, show. Show nó Đà Nẵng hả? Show gì anh? Show đó giống show mình Hạ Long á, nó làm là đáng My Show. My Show hả? Mới chưa mở bán vé mà nó đăng ký gần hết luôn rồi kìa. Ghê vậy? Tâm mà khủng khiếp lắm. Nó chưa mở bán vé, nó mới đăng là định làm show thôi, là nó vô cái mạng mà nó bán vé, nó đăng ký đặt chỗ mà lót luôn rồi. Show Mỹ Tâm lúc nào cũng vậy. Sắp tới rồi. Tự nhiên thấy Hoàng xới cơm, nó nói em chung đi ăn xới cơm chị nó. Em đứt cơm đem theo chị ta nó quên. Tưởng nó sợ cơm ăn kìa. Ăn cơm anh không? Đây cơm Lê Quang đây các bạn. Đi đặt đi ăn cơm ngoài phải xách theo một cái tô cơm vậy nè. Khổ lắm luôn các bạn. Nhờ vậy xuyên vậy mới đỡ đương hả? Không bây giờ thì máu chết á. Bây giờ hôm qua thấy Quang và ngon rồi. Sáng dậy con sớm, con phải pha cà phê cho nó uống, thấy nó ngon. Trời, sướng chứ. Không ấy chị Hương ở đây luôn đi chị Hương. Đây, rồi, bây giờ mày tao còn có tới 2/7 mày trả lương tao 3 năm đi. Má, tao khoảng gần này nè. Má hỏi, ủa, rồi chị Hương, ý chỗ đụng xe kìa. Trời ơi coi nè, cái xe này nó đụng cái xe này, ngay cái đường nó đông đuôi mà. Thì đó thì đụng đó, nó quẹo vô nè, thằng này nó chạy nhanh quá. Thằng này nó nhanh, chạy nhanh nó quá, nó hắn không kịp. Quẹo luôn rồi mày. Trời ơi. Nghe không?
bị cái đầu thôi. Bị cái đầu thôi. Chắc người hôm nay chỗ mình đi ăn luôn. Má đi đâu vậy? Trời ơi, coi coi xe đụng bánh chặn cái xe luôn tự. Chắc nó quẹo vô nè, người nó không có thấy. Phải, nghĩa là một là thằng này không xi nhan. Ờ. Hai là thằng ngoài sao chạy nhanh quá. Không kịp thằng. Anh đi vô lấy đi, lấy bàn đi. Thằng này lợi đó. Trời ơi, trời ơi. Tôi vô tà. Mình banh cái đầu luôn rồi. Mới đụng tức thì nè, chưa có xe cảnh sát tới. Ôi, chạy quá trời. Chảy nước quá trời luôn. Ghê quá ha. Rồi, người không sao. Người không sao. Thôi đi vô ăn cơm các bạn ơi. À, các hai người này nè. Không, người không sao là ok rồi. Kệ đi. Cái ông là ngồi trên xe. Ông xe bự cũng còn ngồi trên xe. Thôi mình vô ăn cơm. Hai hai chị. Dạ. Xe của người ta chị. Dạ em khỏe. Bye chị. Dạ cảm ơn chị. Hả? Dạ cảm ơn chị. Chị nói chị coi mình everyday. Cái gì anh? Xe hồi nãy nó còn ngồi với nó không xuống luôn. Ờ nó không xuống luôn. Đợi, nó đợi gì? Chắc đợi cảnh sát tới. Chắc hai người kia là đang ở trên chiếc xe trắng á. Hai người đang nói chuyện điện thoại á. Chắc đang kêu bảo hiểm hay là cảnh sát thì tới. Banh Usuku. Chủ. Banh chành cái xe luôn. Thôi đi vô đây. Đã ăn cơm xong. Về. Không phải về, bây giờ đi Costco. Chở Lê Quang về rồi mình đi Costco ha. Cuối cùng thì mình gọi nhau là gì? Đó, Lê Quang sắp cơm dư, còn dư đem về kìa. Ủa, xe đi rồi, xe đụng đi rồi. Lẻ vậy? Cảnh sát lại nó cẩu đi rồi. Cẩu đi liền hả? Thì nó thô đi á. Cái gì vậy? Nói gì? Đó, tao theo mày cứ gì cái gớt đi. Ú, chú cu, chú cu. Cũng về, nó qua Mỹ về học được câu đó. Đem tiếp nè. Dài bởi chiều nó liều luôn. Ú, chú cu. Thế mà ngoài này nó ghi bánh cọt mà trong nhà ăn cơm mà. Hả? Có, nhiều món á. Nhiều món rồi bé. Không, không, bánh cọt bên này nè con ghía rồi. À. Bánh cọt rồi đi bên này. Không biết ngon bánh không cọt. Cái... Rồi cơm gà thế mỡ. Ừ. Cái ông xe đó ông đứng hoài ông chịu đi cho mình lui trời. Bà ngoại mê ăn bánh khọt mà ngoại ho ngoại đâu được ăn. Trời má. Bánh khọt ngon lắm á chị Hương. Người ta nhớ mày có dẫn tao ăn một lần. Em không nhớ. Con tao cũng quá bánh khọt mày. Lâu lâu rồi. Bánh khọt này bánh khọt giòn tan à. Ừ đúng rồi, giòn tan tan thì ăn rau đà. Đúng rồi, bánh khọt chúng tao rồi, đi khói ăn rồi rau. Thế giờ lúc này mập của nhà Quang. Hơi mập, em hơi mập. Hơi mập đúng không? Đúng rồi. Cũng phệ rồi. Mập chút mới đẹp. Vậy thế mập lắm, ốm quá. Ốm quá nhìn thấy ghê quá. Cái hồi mà con qua đó nó mới bệnh vậy á, trời nó ốm như con ma. Nhìn thấy quái rồi. Thấy có thương da thịt. Nhìn anh cũng không có mập nhưng cái bụng anh nó bự. Cái mập nó bụng. Hồi đó sạch lép nhưng tép luôn. Ủa lúc trong bệnh viện ha. Bây giờ mày có gờ bụng không? Sao mày biết bụng nó bự? Nhìn thấy kìa. Ôi ôi chị làm gì mà không có mắt gì.
Ờ, chị Hương lên trước đi, em vô lấy cái thẻ Costco cái đã. Nè, điện thoại của mày nè mày. Đây đây nè. Linh Trần. Đâu? Đó, tao bấm lên rồi nghe đi. Ủa? Alo? Rồi, bây giờ chị Hương lên thì phải quay cái mặt của chị Hương. Đó, nãy có Lê Quang thì quay cái mặt của em. Đó, có chị Hương, ưu tiên cho chị Hương. Ủa rồi cô Linh nó té nó có bị gì không? Kể cho các bạn nghe là ngày hôm qua bà Linh bà bị té. Bị té nhưng mà bữa nay bà đỡ rồi. Nãy có hỏi nó thăm bà nói bà đỡ rồi. Dạ. Bà đào cái mắt cá mới đầu bà trật cái giống như là cái bậc thềm á. Nó bị trật sơ mi hả? Ờ không phải trật sơ mi mà bà đang đi cái bậc thềm mà bà không có nhìn á. Cái xong bà sụp cái bậc thềm đó, có như là thay vì bước tưởng là bằng á. Cái bước đó, nó sụm ngay cái bậc thềm, nó đóng chống hai cái đầu gối xuống đất. Thì hai cái nó đầu quỷ gối ấy, nó bị quỵ quỵ hai đầu gối xuống đất, thì một cái đầu gối bên phải thì nó bị chảy máu. Chảy máu nhưng mà mặc quần jean đó nha. Vậy quần jean không có rách. Đúng rồi, đúng rồi. Mà quần jean không rách mà cái chân bả bị chảy máu, đầu gối bả chị bị nó bị ma sát đó em. Bị ma sát cái quần không như đập xuống mạnh á, đập cái đầu gối xuống mạnh. Mà tôi nói trời ơi, hết hồn nó dí luôn. Mà hên là bả không có sao. Như là qua ngày mai thì nó bảnh nó bả đau cái mắt cá thì bả đắp đá đắp gì rồi đắp xuống thuốc gì đó. Cho nên là nó cái bữa nay hỏi thăm thì bả nói là đỡ rồi. Nhưng mà không biết có bị bong gân hay không. Bả nói là hình như bị bong gân nhưng mà bả tự đắp thuốc. Bả nói hình như là tôi bị bong gân nhưng mà tự đắp thuốc đắp đồ rồi bữa nay bả nói đỡ rồi. Bởi vì đi đứng phải cẩn thận rồi ơi, phải dòm. Phải dòm chứ đi không dòm cái nó sụp cái bậc thềm nó. Tại vì bà lo bà nhìn cái điện thoại. Bà đang cầm ngập đi vừa cầm điện thoại. Em đi kế bà luôn mà. Cái tự nhiên bà sụm xuống một cái. Bởi vậy chị mà hết đi, hồn luôn. Chị mà đi ít bao giờ chị ngồi một chỗ chị mới ấy điện thoại, rồi đi cái đó dễ té lắm. Mình đâu có để ý cái đường mà mấy cái máy bật thềm mình đâu có biết. Nên là chị đi rồi không bao giờ. Giờ có tuổi chân thẳng yếu rồi đâu có nhiều kẻ nữa không. Hồi xưa là chị đau cái gì mà hồi xưa chị mập đúng không chị Hương? Chị bị khớp gối thái quá khớp gối mà thái quá nhẹ thôi. Nhưng chị mà sao giảm cân hả? Chị thấy mập nó cũng mệt nữa. Sau chị xuống 7 kg thơ. Giờ giảm bằng cách nào? Chị ít ăn cơm. Là nó giảm liền á hả? Ít ăn cơm bụng. Nhưng bao lâu nó mới giảm được 7 kg? Chị cũng để ý đâu. Nhưng mà đến chừng chị cân chị thấy còn 5-7 kg mà không biết là còn mấy tháng. Nhưng mà chị không có can thiệp gì khác hả? Không có diet, không có uống thuốc gì hết. Không luôn. Là tự mình ăn uống chế độ. Đúng rồi, tự điều chỉnh chế độ ăn uống. Là thay vì lúc đó chị đỡ đau rồi hả? Bây giờ đầu gối chị đỡ đau nhiều quá. Nhưng mà đầu gối đau là nó liên quan tới cân nặng hả? Đúng rồi. Nếu mà cái thân của mình á mà nó nặng á là nó đè lên chị lên cái gối á. Cái cả thân thể mình á thì mình di chuyển nó chị trên cái gối, cái khớp gối chứ không phải cái lưng à? Không, mà lưng là bởi vì đau lưng á. Mà từ ngày chị xuống ký giờ chị cũng thấy rồi, nó cũng nhẹ nhõm. Cũng ok. Nên là sáng giờ chị Hương chỉ đi với bà Tám vô chợ gặp quá trời người fan. Fan bà Tám hả? Nãy đi cái trong vòi nó bò đá luôn, phải đứng lại. Gì vậy? Cú thương hả? Cú thương là mình phải đứng lại mình mới được đi. Nào cú thương xe nó đi rồi mình đi. Chị thấy ai cũng đứng lại hết không? Giờ mình mới đi nữa. Cái đó là xe cú thương hả? Sao giống xe chữa cháy vậy mày? Nó đi nó cầm mình. Nó đẻ dễ sợ luôn. Này Costco.
Má biết chỗ mua không? Ôi, chị Hương á, tội nghiệp chị Hương lắm á các bạn. Đi Costco về á, khoan chỉnh cái này lại coi. Đi Costco về á, xong chị Hương buồn ngủ, chị Hương nói thôi cho đi vô tao ngủ một chút đi. Xong cuối cùng chị Hương về, chị Hương cũng làm đồ ăn nè. Thôi chị Hương nấu. Chị Hương làm cái gì chị Hương? Làm sườn ram. Ướp sườn. Rồi ướp sườn rồi cắt ba rọi ra để ướp làm ba rọi chiên nước mắm. Sao chị làm tới đâu mà tự nhiên chị buồn ngủ quá, chị cắt vô cái tay của chị luôn vậy? Lúc đó là cắt cái tôm. Vừa làm vừa ngủ hả? Tôm, tôm. Vừa làm vừa ngủ hả? Tự nhiên thấy nó xẹt qua một cái tay phát rồi chảy máu. Chảy máu luôn. Xong rồi thôi tao đi vô tao ngủ, tao buồn ngủ, tao cắt vô tay tao luôn rồi. Rồi xong đi vô ngủ. Rồi chị làm kịp không? Chị hay quá ha. Xong hết rồi đó, giờ lát qua nấu thôi, đâu có làm. Nói chung là lâu rồi, lâu có đoạn mình gọi là mình làm nguyên liệu thôi. Mình ướp bất tứ giờ qua là chỉ có thịt thì tao, xong rồi luộc trứng, kho thịt vô bỏ trứng xong. Thịt kia thì bỏ vô lò nướng không dầu nướng. Sườn thì bỏ nước sôi vô hầm lên, xong bỏ khoai tây giật vô xong. Rồi cá đó, cá thì muốn chiên ăn cũng được, muốn sốt cà cũng được. Cái cá đó nó ngót là ngon nhất. Cái cá đó nó ngót là ngon nhất. Cá đó kêu bằng cái gì chị? Cá mú hả? Cá mú, mú đỏ. Ừ, cá đó cá mú. Mú đỏ. Cá đó chị nói là mắc là chỉ có cá mú ở trong chợ đó là mắc thôi, chứ ngoài đó mú đỏ không có cá gì mắc đâu. Nhưng mà so với Việt Nam là cá này cũng rẻ hơn. Việt Nam không có mú, mú bự gì đâu. Con này, con mú này là cũng khoảng, chị nghĩ là con mú này khoảng mười mấy á, hai chục ký á. Nên là cái khứ nó bự vậy đó. Nhưng mà sáng quên chú nó chắc, trời ơi, về cái thành đã đau rồi. Lấy hai ba cái dao phai là chặt lại cho nó chết luôn. Nhưng mà cái đó thịt nó tươi lắm thật. Cái cá đó ở Việt Nam có bán. Để chị lên Sacramento coi, nếu mà có là mua đông lạnh đem Việt Nam ăn ngon. Nhưng mà chị ngủ ngon không? Chị vô chị ngủ ngon không? Có ngủ đâu, vô nằm đó mở YouTube bà Tám mình coi. Trời đất ơi, vậy hả? Nằm đâu ngủ được đâu. Trời ơi, tưởng chị vô chị ngủ chứ. Bây giờ đâu ngủ ngáp. Đó, giờ này là giờ chị ngủ nè. Trời ơi, em sợ lát nữa chị tới nhà của bạn chị rồi chị ngủ chứ. Không đâu, mà chị nấu đồ liên tục á, mà qua cái giấc 5-6 giờ này là hết ngủ á. Mà chị ráng tới 9 giờ chị ngủ luôn vậy không? Chơi ăn uống chơi tới 8:30 9 giờ chị ngủ rồi được rồi. Mà chị ngủ tới sáng luôn á. Hên xui à, muốn được dậy sớm là mua xin tiếp. Bà Tám thì lo edit video. Tính là quay chị Hương á, nấu ăn. Nhưng mà cuối cùng đâu có thời gian đâu. Trời ơi, edit cái video để ngày mai boss chứ. Đi suốt rồi quay suốt rồi không có thời gian edit rồi lấy đâu. Boss bắt đầu nó trễ thời gian nữa. Không có boss liền cập nhật, không có cập nhật được cái thời gian á. Em muốn rồi, em quay mà mới đây mà 5 năm mà đẻ ghê vậy. Dạ. Thời gian đẻ thiệt ha. Mới đâu đây tao quay cho tao nghe, mới làm kênh YouTube giờ 5 năm ghê. Rồi đó mới nào ba mấy tuổi giờ lên gần 60 tuổi rồi. Ủa chị cưới chồng là bao nhiêu năm mà chị Hương? 94 hả? Tao cưới trước mày á, 92. Chị cưới trước em 2 năm, vậy là 32 năm rồi, năm nay 32 năm. Chị cũng lâu ghê ha. Chúc mừng năm mới. Bạn án chung thân 32 năm. Ngán ngẩm. Trời ơi, cô gan dám nói ngán ngẩm. Chừng ông chồng chị cũng coi. Ông yên tâm đi, ông chồng tao bây giờ chân chị. Không, bây giờ ông coi mấy này. Ông Facebook mà có YouTube gì đâu. Thế hả? Ừ.
Ủa mấy cái này đâu có đâu. Chị không chơi YouTube, cũng không chơi Facebook luôn. Chứ chơi gì? Không có chơi gì hết. Hay dữ vậy. Để làm tân cảng đi bóp nó mình rồi. Ăn lâu lắm rồi nhớ đúng rồi nhà tân cảng bây giờ nó còn ngon không ta? Còn cũng vẫn ngon như thường tại vì cùng một chủ đó giờ mà rồi đó tao mày ăn lâu lắm rồi đó lâu lắm em ăn tân cảng là lâu lắm rồi lúc nào em ăn cua rang muối cũng ngon lúc nào cũng thấy ngon rồi đó cũng là hải sản ngon thiệt em ăn đến nỗi mà tới lúc em quen với chủ nhà hàng đó luôn. Chị Ngọc chủ nhà hàng ăn sao quen luôn. Quen bây giờ hả chị tốt quá trời. Ô mà sao giờ này nó còn nắng ghê hồn. Ủa có khi 8 giờ nó còn sáng quắc à chị. Ừ thì bữa tao đó tao bay xuống thằng Văn đó 7 giờ mấy tao nói ủa sao băng. Ủa buổi tối sao giống một ngày tao quên là mùa hè. Hè 8 giờ sáng quắc à. Bây giờ mai mình đi ăn sáng ở bên bằng sáng cà phê ở nhà xong ra ngoài phải không. Dạ để thăm mộng cái mốt này cô Hương qua tới đấy mà không chưa đi thăm tôi. Tại vì thường thường á em đi thứ sáu nhưng mà tuần mấy tuần trước tự nhiên vừa mấy tuần vừa rồi tự nhiên thứ sáu em bận hết cho nên phải đi thứ năm mà hồi xưa lúc mới á là em đi thứ năm không mà thì tại nhưng mà nhiều lúc em bận cái em đổi qua thứ sáu cái xong cái em đi thứ sáu luôn rồi bây giờ vòng ngược lại là thứ năm. Ôi mai mày phải mua hai bó bông á. Dạ đúng rồi. Đúng không? Để mày hứa mày thăm ông ngoại mày thăm Đức Tiến rồi mày phải thăm nó đó. Đúng rồi. Thăm chứ. Kế bên mà. Tới đọc kinh xong rồi về thôi. Một sự nhầm lẫn thật là đáng để mà trách là bởi vì bà Tám bà dắt chị Hương đi chợ và chị Hương nói là lựa một 18 cái hột vịt để làm thịt kho hột vịt. Cuối cùng bà Tám lựa làm sao mà cuối cùng luộc ra thành hột vịt muối và cuối cùng không có bỏ vô cái nồi thịt kho được. Bây giờ thành hột vịt muối để đây nè, không làm gì luôn các bạn ơi. Đâu rồi? Đây, nồi thịt kho mà không có trứng. Ngày mai chúng ta lại đi ra chợ mua trứng luộc lên bỏ vô thôi chứ có cái gì đâu quan trọng đúng không các bạn. Đây là Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Căn Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Căn Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.